Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Mẹo Nhanh 247. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải cũng như đăng nhập vào game Identity File ở trên điện thoại iPhone. Rồi, hiện tại mình đã tải game này sẵn rồi. Bây giờ thì mình sẽ xóa game đi và hướng dẫn các bạn cách để mà tải lại từ đầu nhé. Thì để mà tải được game này, bắt buộc là các bạn sẽ phải chuyển vùng app to qua bên nước ngoài. Thì khi làm theo hướng dẫn chuyển vùng của mình ấy, các bạn nhớ là khi đang chuyển vùng ấy, các bạn không được thoát ra ngoài nhé. Tốt nhất thì các bạn nên sử dụng hai chiếc điện thoại, một chiếc điện thoại của người thân để các bạn xem video, còn chiếc điện thoại của các bạn thì các bạn làm theo hướng dẫn. Rồi, đầu tiên các bạn sẽ vào phần App Store cho mình. Rồi, hiện tại là App Store ở Việt Nam, các bạn sẽ bấm vào avatar của App Store. Các bạn bấm vào địa chỉ email của App Store. Ở đây các bạn sẽ bấm vào phần quốc gia gạch vùng nhé. Các bạn bấm vào thay đổi quốc gia hoặc vùng. Rồi, đến cái giao diện này, các bạn sẽ kéo xuống. Rồi, ở đây là cái phần chữ H này, là Hoa Hàn Quốc, Hoa Kỳ này, các bạn kéo xuống. Ở trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chuyển vùng qua bên Singapore để tải nhé. Tại vì Singapore thì tải nó dễ hơn đây. Xét Senghia, các bạn kéo xuống một tí này. Đây, ở Singapore đây, các bạn sẽ bấm vào Singapore nhé, nó ở phần chữ S. Các bạn bấm vào Singapore. Rồi, thì nó ra cái giao diện này. Thì từ cái giao diện này trở đi, các bạn nhớ là các bạn làm liền mạch nhé. Đến cái đoạn này mà các bạn lỡ tay, các bạn thoát ra ngoài là các bạn sẽ phải chuyển vùng lại từ đầu đấy. Ở đây các bạn sẽ phải bấm vào đồng ý này. Bấm vào đồng ý. Rồi, đến cái đoạn này các bạn cũng không được thoát ra ngoài nhé. Nếu mà thoát ra ngoài là nó bị lỗi App Store hai quốc gia và các bạn sẽ phải chuyển vùng lại từ đầu. Cho nên là đoạn này các bạn không được thoát ra ngoài nhé. Ở đây các bạn sẽ bấm vào chữ non. Đây, non này là không sử dụng thẻ thanh toán quốc tế này. Tên họ thì các bạn ghi tên họ của các bạn ghi không dấu nhé. Mình tên là Lưu Huế thì mình ghi Lưu Huê. Rồi, phần tweet là cái đường. Dòng 1 thì đường nơi các bạn ở là gì thì các bạn nhập vào nhé. Ở đây thì mình sẽ nhập bệnh là 667. Cái phần đường này cũng không quan trọng đâu. Các bạn có thể ghi đường ở nơi các bạn hoặc là các bạn ghi bệnh cũng được. Cái mã zip code này các bạn nên ghi giống mình nhé. Ghi là 178881. Ở đây thì các bạn có thể ghi 178882, 178883 cũng được nhé. Nhưng mà nên ghi giống mình. Tại vì cái mã zip ở bên Singapore nó là như vậy, các bạn nhớ là nhập giống mình nhé. Rồi số điện thoại của các bạn thì các bạn nhập vào nhé. Ở đây thì mình làm hướng dẫn cho nên là mình sẽ nhập từ 0 đến 9 luôn. Đó. Số điện thoại thì các bạn nên nhập số điện thoại của các bạn vào, hoặc là nếu mà các bạn nào không có số điện thoại thì có thể là nhập bậy giống mình. Tại vì mình làm hướng dẫn cho nên là mình mới nhập số điện thoại bậy ấy. Bấm vào tiếp theo. Rồi. Thì các bạn có thể thấy là cái App Store của mình đã được chuyển vùng qua bên Singapore đây. Nó đã có cái chữ tiếng Anh. Rồi, ok. Thì đây, ở đây ID Apple nó báo là mình chuyển vùng thành công nhé. Bạn nào mà không nhận được thông báo là do các bạn không có bật thông báo của Gmail thôi. Nhưng mà vẫn chuyển vùng thành công. Rồi thì ở đây các bạn sẽ gõ từ khóa là Identity. Rồi Identity File các bạn bấm vào. Rồi các bạn bấm vào Identity File. Ở đây các bạn sẽ bấm vào tải về nhé. Đó. Thì như mình biết là cái tựa game này thì nó ở trên cửa hàng App Store của Việt Nam không có. Các bạn phải chuyển vùng App Store qua bên nước ngoài. Chuyển qua Singapore, Hoa Kỳ hay là Pháp gì cũng được. Đấy. Thì khi làm theo hướng dẫn của mình nhé, các bạn nhớ nhé. Phải làm liền mạch và trong khi đang chuyển vùng thì không được thoát ra ngoài. Nếu như mà thoát ra ngoài thì nó sẽ bị lỗi. Và trường hợp nếu mà các bạn nào mà không may thoát ra ngoài mà nó bị lỗi đấy, thì các bạn chỉ cần chuyển vùng lại là được. Và nhớ làm đúng theo cái hướng dẫn của mình. Rồi thì bây giờ các bạn có thể thấy là cái tựa game của mình đây nó đang tải, nhưng mà cái tựa game này nó nặng bao nhiêu ghi nhỉ? 2,4 GB phải. Đây, 2,4 GB. Nó cũng hơi là nặng cho nên là bây giờ mình sẽ để cho cái tựa game này nó tải luôn nhé, rồi mình sẽ chuyển về Việt Nam luôn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà chuyển vùng App Store về lại Việt Nam. Và sau khi mà mình chuyển vùng về Việt Nam và cái tựa game này tải xong thì mình sẽ tiến hành đăng nhập vào game nhé. Đây. Ở đây thì mình thoát này. Đây. Các bạn có thể thấy là cái tựa game này của chúng ta đang tải. Thì trong lúc chờ nó tải thì mình chuyển vùng về luôn nhé. Mình bấm vào App Store. Mình bấm vào avatar của App Store. Mình bấm vào địa chỉ email của App Store. Rồi, mình bấm vào Continue. Các bạn có thể là để cho cái game nó tải xong rồi các bạn chuyển về cũng được nhé. Hoặc là chuyển giống mình cũng được. Bấm vào thay đổi quốc gia hoặc vùng này. Hoặc là try Continue, các bạn cứ nhấp vào. Các bạn kéo kịch kim xuống phía bên dưới. Dòng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư là Việt Nam, từ dưới đếm lên các bạn bấm vào Việt Nam. Các bạn bấm vào đồng ý nhé. Đấy, các đoạn này nhớ là đừng có thoát ra ngoài, không được thoát ra ngoài đâu. Rồi, cái đoạn này cũng không được thoát ra ngoài nhé. Ở đây bấm vào chữ 0 này, không sử dụng thẻ thanh toán quốc tế.
Rồi, phần tên họ thì các bạn muốn ghi chỉnh lại cũng được. Rồi, đường thì các bạn nhập đường nơi các bạn vào nhé, hoặc là các bạn nhập bệnh cũng được. Mấy cái thông tin này thì có thể sửa được mà. Và các bạn là thành phố thì các bạn nhập nơi các bạn ở viết tắt. Cái mã zip code này là mã bưu điện nhé. Ở đây các bạn có thể là nhập bệnh cũng được. Ở đây thì thường mã zip code ở nơi mình cũng chả nhớ luôn, cho nên là mình sẽ nhập bệnh như thế này. Các bạn nhớ cái mã bưu điện của các bạn là gì thì các bạn nhập vào nhé. Cứ ở Việt Nam thì chỉ cần ghi đủ 6 chữ số là được rồi. Số điện thoại thì mình sẽ nhập bậy vào, tại vì mình làm hướng dẫn cho nên là mình không nhập số điện thoại của mình. Các bạn thì các bạn nhập số điện thoại của các bạn vào nhé, rồi bấm vào tiếp theo. Rồi thì như các bạn có thể thấy là app store của mình đã được chuyển vùng về Việt Nam đó. Rồi thì bây giờ mình có thể là tải được những game app của Việt Nam, nhưng mà đây qua bên này xem đây, hiện tại thì cái tựa game Identity File này nó vẫn đang tải nhé. Bây giờ thì mình sẽ đợi cho nó tải xong rồi thì mình sẽ tiến hành, đó chính là đăng nhập vào trong game này. Các bạn xem video của mình nhớ giúp mình một like, cũng như là bình luận xuống phía dưới, cũng như là bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Được rồi, và như các bạn có thể thấy là sau khoảng tầm 3 phút ấy, thì cái game này của mình này, nó đã tải gần xong rồi. Rồi, hiện tại thì cái game Identity File của mình như các bạn thấy là đã tiến hành là cài đặt xong. Bây giờ mình sẽ bấm vào game luôn nhé. Đó. Các bạn khi mà chuyển vùng App Store về Việt Nam, các bạn vẫn chơi game này bình thường nhé. Nhiều bạn hỏi là chuyển vùng App Store về Việt Nam có chơi được game không? Thì vẫn chơi được bình thường nhé. Đó, các bạn cứ làm đúng theo hướng dẫn của mình. Rồi, thì cái game này khi mà chúng ta đăng nhập vào nó sẽ có ngôn ngữ là tiếng Việt. Đó. Cái game này theo như mình tìm hiểu là nó thuộc thể loại game trinh thám và cốt truyện. Nó đang giải nén tài nguyên. Identity File muốn gửi thông báo đến mình thì mình sẽ cho phép nhé. Được rồi, thì yêu cầu ứng dụng không theo dõi này. Chào mừng bạn đã quay trở lại tài khoản. Đăng nhập thì mình sẽ sử dụng Facebook. Bấm vào tiếp tục. Rồi, bấm vào mở. Thì ở đây mình lưu ý với các bạn nhé. Nó sẽ có nhiều hình thức đăng nhập như là Facebook, hay là bằng Game Counter, hay là bằng những cái tài khoản khác. Thì vừa nãy thì mình có sử dụng Facebook để đăng nhập từ trước đó rồi. Mình đăng nhập vào test trước. Mình bấm tiếp tục nhé. Thì lần này đăng nhập vào thì nó cũng yêu cầu mình đăng nhập bằng Facebook luôn. Rồi. Ở đây bấm vào Accept nhé. Rồi, mình tắt tiếng cho đỡ ồn. Ở đây mình sẽ quay ra này, thông báo này, bấm chạy vào màn hình để vào game. Rồi, bấm vào màn hình. Được rồi, thì đây các bạn sẽ bấm vào Start Casi Russian nhé. Các bạn bấm vào. Được rồi, thì đây. Rồi, thám tử có vẻ đây có vẻ là nơi trò chơi đã bắt đầu. Số lượng máy mã hóa rồi, kéo màn hình điều chỉnh góc nhìn. Ok rồi, cái này là người ta hướng dẫn mình chơi. Rồi, kẻ sống sót mau lại đây cùng giải máy mã hóa. Rồi, rồi mình sẽ lại gần. Rồi, bấm vào cái khóa này. Rồi, nhấn vào màn hình để tiếp tục. Nhấn vào màn hình, ok. Mà nhân vật của mình đang giải cái máy mã hóa. Khó khăn nhỉ. Rồi thì mình nói là cái game này mình tìm hiểu là nó theo thể lệ là trinh thám và cốt truyện. Được rồi, chiếc máy mã hóa cũng đã được giải mã hoàn tất. Được rồi. Và cái video của mình đây nhé, video này mục đích chính của mình là hướng dẫn các bạn cách tải cũng như là đăng nhập vào trong cái game này thôi. Chứ mình thực sự mình cũng không có giỏi chơi với game này. Rồi các bạn thích video của mình nhớ giúp mình một like cũng như là bình luận xuống phía dưới. Cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh YouTube Mẹ Nhanh 247 này của mình nhé. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.